Legend of Fall. Chào chị, tình hình là như vậy. Chị muốn góp ý cho em một số việc. Thời gian qua em làm việc trong cái quán này thực sự là có những thiếu sót. Nhưng mà bù lại, em chăm chỉ thì cái mặt mạnh của em sẽ bù qua được cái mặt yếu của em. Nên chị cho em một thời gian nữa thử thách nữa. Cảm ơn chị nha, em có vui lắm mà. Chị có sao không? Chị nói em đừng có nhìn ra sau lưng chị nha. Ok. Thấy ai cái người đó? Kỳ kỳ sao đâu. Trời ơi, nhìn qua lúc từ nãy giờ chị đang làm việc mà nhìn xuống. Tôi nói phụ nữ mà có nhan sắc một chút xíu á là đàn ông theo nườm nượp à, khổ tâm lắm. Cái gì vậy? Bị cái gì vậy? Mắc cỡ xấu hổ á. Dễ thương quá à. Dễ thương. Tôi thấy hai người là hai cái khác nhau hoàn toàn, không có được. Tình yêu là không có phân biệt cái gì hết. Khi mà ông đưa cái bức thư tình của tôi cho Lan rồi, bảo đảm Lan sẽ chấp nhận. Vì bức thư đó tôi viết bằng máu và nước mắt. Dạ, ông có giúp được không? Rồi, coi như tôi giúp ông lần này. Nhưng mà tôi nói trước, nếu như mà sau này có chuyện gì xảy ra, đừng bao giờ lỡ thừa tôi nha. Làm gì có chuyện gì xảy ra? Thì tôi nói vậy đó. Đối với tôi, tình yêu là tất cả. Nè nè, kỳ này bảo đảm thành công. Lá thư của tôi để chẳng lấy ra Lan đọc là Lan mê liền. Thư gì đó của ông? Thư đó, thư của tôi đó. Là sao? Thư của ông tôi bỏ rồi. Ủa sao bỏ thư tôi? Thư của ông thấy gớm, sao bằng thư tôi được. Trời ơi, ở trong là có cái câu thơ cạch tâm đắc dữ lắm á. Câu gì vậy? Nói nghe coi. Ngày em đi chó đẻ 5 con, anh lấy tên em đặt tên cho nó. Mắt em tròn xoe như mắt nó, mỗi lần nhìn nó anh lại nhớ em. Hay không? Tào lao, tào lao. Thư gì mà có chó á, mà chó đẻ nó mới ghê nữa. Hèn chi tôi bỏ thư ông là đúng rồi. Ông tin tôi đi. Chó là một. Ông tin tôi đi. Tôi quen ông biết bao nhiêu năm nay, ông phải tin tôi chứ. 30 mấy năm trời tôi cô gái, tôi dồn hết tinh túy tôi vô trong cái lá thư đó rồi. Ông thử chích đơn giản. Ông thử chích ra một cái một đoạn trong lá thư đó coi. Một đoạn đơn giản thôi nha. Ừ. I love you. Hết. Trời ơi, sao ngắn gọn vậy? Trời ơi, bây giờ con gái ngắn gọn rồi nó mới thích chứ nói nhiều quá nó đâu có thích đâu. Hay quá luôn. Vậy mà tôi nghĩ không ra, hay quá. Đau. Trời ơi, khỏe mạnh nhưng mà phổi hư. Ê, nó mắc cỡ quá, không chịu đâu. Lấy chở tao, chở tao. Cái gì vậy? Quá cười lãng. Ai gửi gì cho Lan vậy? Chị ơi, cái này là cho chị à. Cái gì? Quà gửi Lan. Chị có người yêu hả? Người yêu chưa có, nhưng mà người theo đuổi thì nhiều lắm. Ồ. Em ơi, anh muốn làm gấu cho em ôm suốt đời. Trái tim anh em đã lấy đi rồi, thì hãy trả trái tim của em lại cho anh. Trời ơi, ngôn tình quá. Ngọt quá à. Lan ơi, anh yêu em. Nếu em không phiền, anh muốn mời em ở một nơi chỉ có em, có anh, có gió và có bông. Lãng mạn. Anh được giới thiệu về mình qua Facebook. Văn khờ. Khờ gì yêu em. I love you. I love you too. Văn khờ. Văn khờ. Văn khờ đúng là ảnh rồi. Sao vậy? Sao vậy? Bị cái gì vậy? Bình tĩnh coi. Không biết nữa. Có gì đâu mà rung dữ vậy? Vậy bây giờ cách đông là chắc chắn được không? Được. Tôi đã nói cái chiêu này là chiêu cuối cùng rồi. Chắc chắn là phải được. Hồi hộp lắm luôn. Biết rồi, hồi hộp mà nói chuyện không ra hơi là tôi biết rồi đó. Cái cách mà nói giống như ông nói vậy đó, được không? Được hết đó. Bây giờ cái trang này là trang cuối rồi. Trang cuối? Đặt cái này, nói như trang như vậy. Ok. Nghe lời bạn. Tôi tin anh đi. Tôi tin ông. Cố gắng lên. Chú hẹn rồi. Chị ơi, chị tối nay chúng ta đi đảo hả? Hôm nay chị sẽ đưa em đến đây để chứng kiến cái ngày mà
chị được tỏ tình đó. Để cho em hiểu được tình yêu ở Việt Nam rất là lãng mạn. Hôm nay chàng hoàng tử của chị sẽ ôm gấu bông tặng chị đó. Ghê, em muốn tẩy hả? Bây giờ phải chụp dài tấm hình để kỷ niệm. Ồ, chị nhìn đẹp lắm rồi à. Lan, anh không cần ăn, không cần uống, không cần thở oxy luôn. Nhưng anh có không thể nào mà không ngửi mùi của em. Honey, tặng em đi. Em đồng ý. Wow. Sao vậy? Hình như có sự hiểu lầm á. Cái này tôi tặng cho Lan. Lan là em nè, em tên Lan. Trời ơi, hiểu lầm cái gì? Hôm bữa trong quán á, anh ngồi anh nhìn em mà. Em biết rồi. Đây là Lan đúng không? Lan, Thôi, còn tôi nhìn bên kia Lan luôn mà. Lan kia kìa. Em tên gì? Em tên là Lan hả? À, Lan. Dạ đúng. Em tên Lan. Dạ đúng. Không, đâu có Lan nào, chỉ có một mình em là Lan thôi. À đây hả? Đây là Linh. Linh Tây. Còn em là Lan Ta. Linh Tây, Lan Ta, hai bên một trời một vực khác nhau lắm mà. Linh Tây. Ừ. Lan Ta. Đúng rồi. Lan kia hả? Thôi anh đừng nói gì nữa. Em biết á, có những người đàn ông á, người ta nhút nhát. Nó ở trong ngôn tình lúc này người ta sẽ hôn nhau đó. Ai đâu ơi cứu. À đúng rồi. Địa chỉ đó là đúng rồi đó. À, tôi mặc cái đầm màu hồng á. Anh cứ vào là thấy trong quán đang có tôi ngồi đây rồi. Dạ. Ơi trời ơi. Em giao hàng cho chị nè chị ơi. Ok. Rồi một hũ kem. Đây. Đây của chị nè. Dạ. Rồi, cảm ơn ạ. Thanh thiện, hoàng hùng hổ là anh sao? Em không nhận ra anh luôn á. Sao bây giờ anh thay đổi dữ vậy? Ngày xưa anh là hoàng hùng hổ, bây giờ nhìn anh là hoàng hiền hòa rồi. Con hổ của anh đâu rồi? Nè. Đã 5 năm trôi qua, thần thái của nó vẫn như thế. Anh đừng nói với em là 5 năm qua ngày nào anh cũng mặc chiếc áo này nha. Một tháng thì anh cũng nhớ em nên anh mặc chỉ một lần thôi. Nhưng mà tình cờ ngày hôm nay anh lại gặp lại em, Thanh Thánh Thiện à. Ôi, nãy giờ mãi cuốn vào câu chuyện với anh mà em quên mất. Bây giờ anh là shipper rồi à? Đúng rồi. Thì cái gì cũng có sự thay đổi hết. Phải giúp đỡ gia đình, giúp đỡ vợ của mình thôi. Thì có vợ rồi luôn hả? Ngày xưa ở bên em anh đã từng hứa là không lấy ai ngoài em. Và cuối cùng anh lấy, nên bây giờ anh bị trả giá đó. Cứ trêu anh mãi. Em chỉ trêu anh thôi. Tâm hồn thánh thiện như em làm sao có thể cười cợt trên sự vất vả của người khác như vậy được. Thôi quên hết đi. Kiểm tra hàng. À, đúng rồi đây nè. Nợ kem này là bao nhiêu anh hả? 370. Ồ, anh có nói quá không vậy? Nhưng không sao, em sẽ trả anh 730. Còn dư bao nhiêu em bo cho anh đó. Thôi em, cất tiền vô đi. Sao vậy? Thì coi như là món quà lâu ngày gặp lại, anh gửi tặng nha. Anh đã nghèo như vậy rồi, vợ con thì đói khổ, phải đi làm vất vả cơ cực như vậy để nuôi vợ con, mà lại còn tặng quà cho em nữa hả? Không có, cái này giống như là kiếm thêm thôi. À vậy hả? Vợ anh sẽ không mắng chửi anh chứ?
Nếu hôm nay tặng hũ kem này cho em mà không có tiền mang về, tối nay nhà anh ăn gì? Thôi, để em Thôi, được rồi. Em bo anh được mà. Cất đi nha, sử dụng cho thật tốt nha. Có gì feedback là cho anh. Thiệt á, đã nghèo rồi mà còn tặng quà cho gái nữa. Không, ý em là đừng có sĩ diện. Đàn ông là hay sĩ diện lắm nè. Thôi, anh đi nha. Duyên số thì đành chịu thôi. Thôi, em chúc anh hạnh phúc với cuộc đời mà anh đã chọn. Cố gắng vượt qua tất cả những sóng gió trong cuộc sống này anh nhé. Hãy nhớ, ngoài kia nếu có khó khăn quá, bỏ vợ về nhà với em nhé, có em chờ. Anh đi. Rồi, còn có 35 ngàn. Bù đâu vô 370. Bỏ vô cho vợ mình mới được. Trời ơi, tiền quỷ cái gì mà xài vậy, còn có 30 mấy ngàn vậy trời. Mình cũng kỳ. Tính đàn ông mà tự nhiên cái hôm nay tự nhiên sĩ diện. Gặp lại người yêu cũ cái hứng hứng lên nói tặng. Giờ không bù, không có tiền bù vô cho vợ biết sao đây nữa nè. Trời ơi. Ủa anh ơi. Hả? Ủa anh. Anh nè. Ủa mới đi giao hàng về hả? Giao hàng gì? Nắng lắm hả anh? Nắng. Trái vàng luôn nè. Để hả? Ủa luôn nè thấy không? À, tiền hàng đâu? Tưng đừng. Trời ơi. Cảm ơn anh. Ủa tiền hàng em nhớ 335 mà anh. Ủa sao nay 35 vậy? Còn 300 nữa đâu? Đừng có thấy anh giờ vẫn giỡn xong cái cất đâu tiền đâu trong túi nha. Ủa anh mệt, anh không có giỡn nha. Giỡn gì? Đưa nay cho em đừng có giỡn nữa. Người ta đưa tiền cho anh nhiêu anh đưa cho em hết rồi. Có 35 ngàn vậy? Em dặn anh lấy 335 ngàn mà. Ôi chết rồi. Cái gì? Hình như anh làm rớt tiền. Cái gì? Anh làm rớt tiền hả? Ừ, anh đi giao đồ cho em mà xong cái tự nhiên em khát nước quá rồi xong cái anh ghé em mua chai nước suối. Bà đưa cho anh chai nước suối móc tiền ra. Trời ơi, bà lụm rồi hay là cái gì rồi nè. Anh làm rớt tiền. Ừ. Thì em cho người ta. Hồi đó giờ anh có cho ai tiền đâu, anh cho ai một cách nào đâu, anh không có cho ai hết trơn á. Anh vẫn chối. Em không tin hả? Trời, không tin phải không? Anh thề á. Em thật sự thất vọng về anh lắm. Anh coi đi. Ai nhắn đây? Cảm ơn chồng của bồ đã tặng mình một hộp phấn rất ưng ý. Chúc hai người hạnh phúc nhé. Bạn gái cũ của anh nhắn đó. Anh tặng mỹ phẩm cho người ta đúng không? Người ta nhắn tin cảm ơn em kìa. Còn nhắn cái giọng điệu đắc thắng đó. Chúc hai người hạnh phúc nha. Anh làm gì vậy? Anh làm gì sau lưng em vậy? Tại sao tặng đồ cho người yêu cũ làm sao? Thì thằng sẵn thì coi như là anh giới thiệu sản phẩm của em rồi. Anh tặng trước rồi có gì á. Rồi cổ mua, cô ủng hộ em có gì đâu mà em than phiền la anh dữ vậy. Em suy diễn tùm lum tà la vậy hả? Em không có suy diễn, sự thật rành rành như vậy anh nói suy diễn là sao? Chưa hết. Gì? Anh nói hợp phấn anh mua nhiêu? Thì hợp phấn đó hả? Hợp phấn của em thì em biết giá mà. 350. 350. Mà đi giao hàng mất của tôi hết 300. Mà về đây đưa lại tôi 35 ngàn. Vậy 50 ngàn này anh bù ở đâu ra? Thì nói chung là anh gom tiền quỹ. Cái gì? Quỹ gì? Thì tiền để dành đó. Cái gì? Hả? Anh có quỹ đen nữa hả? Thì anh... Đủ rồi nha. Em làm gì mà em quăng tiền? Anh giấu em bao nhiêu chuyện em tha thiệt đi. Tặng quà cho người yêu cũ, bây giờ có quỹ đen nữa. Anh đối xử với em vậy hả? Nói chung là anh cũng phải có số tiền nhỏ nhỏ của anh. Giống như anh hút thuốc, anh đi này đi nọ, anh gửi xe đồ, anh có tiền gửi xe. Thì tại sao anh nói thẳng cho em biết? Suốt ngày em cứ la vậy hoài sao mà anh dám nói cho em biết được chứ? Em hết chịu đựng nổi anh rồi đó. Anh không tôn trọng em chứ gì? À. Chia tay đi. Em lúc nào anh cũng tôn trọng em hết đó. Lúc trước đó anh thiết kế website, cái trang web gì cho bạn trai cũ của em á. Anh không có lấy tiền đó. Anh cũng tôn trọng em đó, em không nhớ hả? Bây giờ anh còn nhắc lại cái chuyện cũ nữa hả? Tôi nói rồi mà, không được nhắc tới bạn trai cũ của tôi
Anh vừa phải rồi nha. Sao vừa phải? Tôi đâu muốn nhắc tới chuyện cũ rồi. Anh biết người ta yêu tôi cỡ nào mà tôi vẫn một mực tôi bỏ người ta, tôi lấy anh. Bây giờ anh đối xử với tôi như vậy đó, anh coi được không? Sao em biết người ta yêu em? Anh lên Facebook người ta anh coi đi nè. Đi nè. Ngày nào người ta cũng đăng hình nói tâm sự về tôi nè, đăng mấy cái kỷ vật của tôi tặng cho anh nữa nè. Anh có nhận người ta không? Cái gì? Khoan, em có đưa lộn Facebook không vậy? Cái gì mà hình con gái bằng đồ bikini gì tùm lum tà la vậy nè? Lộn cái gì? Kìa. Ủa sao kỳ vậy? Em xạo đúng không? Mở Facebook coi Facebook của ai? Anh biết rồi, em đừng có giả bộ khóc với anh. Mỗi ngày em lên em theo dõi người ta, em quan tâm người ta. Em đó nha, em còn thương người ta. Em hết thương anh rồi. Giả bộ em nói như vậy để anh hả không còn thương em nữa rồi chia tay rồi ly dị đúng không? Mình tỉnh nghe nói nè. Thỉnh thoảng thôi mình vô mình xả stress đồ, mình coi lại những tấm hình cũ thôi. Anh làm gì căng vậy? Em coi coi có hình em không mà em nói người ta thương em. Nhưng mà cái chuyện đó cũ cũ rồi. Cũ hả? Tự nhiên hai đứa mình nhắc lại chi, làm tổn thương nhau vậy? Anh vừa phải thôi. Em nhắc anh mới nhắc chứ bộ. Anh khóc cái gì? Người ta đi ăn cá nhân quá. Em đi về chó con chuỗi thay chửi thọ được. Tại vì ta thương anh chứ bộ. Thương mà em nói vậy. Ôi nhớ cái chuyện cũ đó nha. Không xin lỗi đó. Xin lỗi mà em xin lỗi giọng vậy sao chịu được. Xin lỗi bỏ qua đi. Thiệt không? Đừng giận. Có giận đâu. Thôi không có nhớ chuyện cũ nữa. Chắc không? Chắc. Nhớ nha, nhớ nha, nhớ nha. Ấn dấu nè. Chích, chích, chích. Quý đen để đâu vậy? Cái gì nữa? Trời đất ơi, trời. Anh. Gì em? Anh Lâm, anh nhắn tin cho em nè. Ừ, rồi sao? Anh rủ tối nay em đi uống cà phê. Ừ, đi đi, về sớm nha. Anh, trời. Gì vậy? Anh nói là rủ em đi du lịch anh một tuần nữa kìa. Nè, anh thấy không? Trời đất ơi, thằng này nay nay quá rồi, quá rồi. Ừ đúng rồi, quá trời quá đất rồi. Quá trời giàu, quá trời giàu. Tranh thủ đi với nó đi em. Trời, nó trúng số nó mới mời á. Không có dễ gì mà nó xài tiền cho ai đâu. Đi đi em. Đi quá à. Trời. Đi đi đi, trời ơi cơ hội. Trời đất ơi anh ơi, chỉ có em với ảnh nè à. Không có ai hết trơn á. Chắc chắn rồi, nó dễ gì mà mời người thứ ba. Nó ghẹo lắm em ơi. Đi với nó đi. Không có, cái vấn đề ở đây là em thấy ảnh có gì đó với em. Anh không thấy kỳ hả? Đi du lịch hai người mà một tuần không thấy gì kỳ hả? Anh thấy chừng nào mà đi hai tuần mà một người mới kỳ. Mà em là bạn gái của anh á. Đúng rồi. Anh không ghen hả? Em đi du lịch chứ cái gì đâu ghen. Trời ơi. Trời đất ơi. Anh ơi. Gì nữa? Anh nói anh sẵn cái dịp này rồi anh tỏ tình anh cua em luôn kìa. Trời nguy hiểm quá nè. Đúng rồi, anh phải chửi đi. Nói bạn gái tao có người yêu rồi, chửi nó liền. Ha ha ha, giỡn với tao hả mày? Tao rành mày lắm. Ký tên. Anh quá rành này đó giỡn. Khoái ghẹo anh lắm. Ở đó mà ghẹo được với anh á, tào lao. Đi đi, kỳ này đi với nó. Đi mà có dịp á, em coi đi 10 ngày, 2 tuần về cũng được nữa. Anh không biết ghen hả? Ghen gì em, bạn bè không mà ghen gì. Bây giờ em năn nỉ hết luôn á. Coi gì? Như là em quỳ, em gian xin anh đó. Anh ghen giùm em được không? Một chút xíu thôi, ghen nhẹ thôi, liếc mắt đưa tình chửi xối xả vô mặt em đi. Thôi em ơi, em bớt tào lao, anh đi ghen cái gì? Có gì đâu mà ghen. Em có làm gì đâu mà anh ghen. Có. Nhưng anh cũng có biết ghen đâu mà ghen. Em đang nhắn tin với trai nè, thấy không? Thôi thôi em ơi, trời em đi, em cho anh coi tivi được không? Đi đi, đi chơi với bạn, đi nói cho đã rồi không đi à. Em đi thiệt cho anh coi, chống mắt lên coi nè. Anh nói là anh tới anh đón em liền nè, cho anh biết. Đi cho biết. Ủa Lâm, tới hả? Chào bồ. Trời đất ơi,
Em em. Trời ơi, hẹn đi chơi giờ giờ rất là chậm chạp dữ vậy. Đó. Anh tặng cho em. Em cảm ơn anh. Trời ơi, lãng mạn dễ sợ luôn. Cái nhà đi chơi á, rồi có biết kiến thức chưa về mấy cái mà đụng mà ăn cái gì ở đâu rồi bút phòng khách sạn chưa? Nên liên hệ tôi, trời ơi, để không người ta tính mắt mình. Tôi chỉ cho mấy chỗ bút khách sạn nhỏ nhỏ mà rẻ, không gian tối nó ấm cũng lắm. Thậm chí chẳng cần hai giường nữa. Kéo một giường rồi tiết kiệm được nhiêu tiết kiệm để dành mình đi chơi chỗ này chỗ kia. Dễ sợ. Em đi thiệt á. Ta tới đây thì em giỡn người ta hả? Lẹ lẹ đi đóng cửa rồi. Đi anh. Con đi chơi mà còn mặt mày vậy sao vui được. Đi vui nha Lam ơi. Nhớ mua quà vậy tôi nha. Ghê rồi. Được em. Anh nói em nghe đi. Anh không biết ghen thiệt á hả? Ghen gì? Trời đất ơi, từ trước tới giờ chỉ có người ta ghen với anh thôi, chứ anh làm gì phải ghen với ai. Ôi anh hay quá vậy. Vậy thì mình chia tay đi, anh đừng có quen em nữa. Cái kỳ vậy em? Thế là em mới thấy người kia làm gương chưa? Tự nhiên cái giờ rồi chia tay là sao? Vậy mình không có hợp nhau đâu, mình chia tay đi anh. Em biết ghen rồi phải không? Vậy đi ra nhớ đóng cửa. Quá đáng thiệt mà. Quá cái gì? Giờ trộm cướp mà lộng hành dữ lắm. Còn hỏi tôi biết ghen không hả? Còn phi á. Sao vậy? Mấy người kia đi hết chưa? Đi hết rồi. Nhớ em quá à. Thiệt không? Sao không? Trong tất cả mọi người, anh lạnh thương em nhất á. Biết không? Ủa mà anh không biết ghen thiệt hả? Trời đất ơi, sao không? Con người chứ đâu phải là con gì đâu mà không biết ghen. Khi mà cái người mà mình ghen á thì chắc chắn là mình phải yêu họ mình mới ghen được, hiểu không? Ừ. Anh không có yêu ai hết trơn á. Anh chỉ yêu mỗi mình em, cho nên anh chỉ ghen mỗi mình em thôi đó. Thiệt hả? Sao không? Nè anh nói trước đó nha. Sao nè? Không được làm gì để anh buồn. Thấy không? Anh mà ra đường mà thấy ai trai nào mà sắp sáp gần em á, là anh buồn, anh giận đó. Rồi ai mà đụng chạm với em chết với anh. Nói về tình yêu á, sao? Anh là một bụng. Đúng rồi. Xét về cái phương diện tình yêu, khi mà yêu một người á, em sẽ cảm thấy khi mà ở bên cạnh người đó thì toàn bộ cái không gian nó gần như là mình quên lãng. Mình chỉ có một màu hồng thôi. Mình chỉ cảm nhận được cái từng cái hơi ấm, hơi thở của người đó. Chưa kể là mỗi lần mà kiểu mà đụng chạm vậy nè, là coi tim nó đập bụp đó. Em coi tim nó đập bụp. À, em hiểu anh nói rồi. Ý anh nói á là khi mà mình yêu một người á thì khi mà bên cạnh người đó là mình chỉ biết tới một mình người đó thôi, đúng không? Đúng rồi. Và lúc nào mình cũng có cảm giác là muốn được quan tâm, muốn được chăm sóc, lúc nào cũng chỉ bên cạnh một mình người đó thôi, đúng không? Chính xác. Anh sao trời nè? Ơi cảm ơn anh nha. Có gì đâu. Bây giờ em hiểu rồi. Ừ. Bây giờ em mới nhận ra là em đã biết yêu rồi. Quỷ không? Bây giờ mới biết yêu á hả? Đúng rồi. Trong khi anh yêu em lâu lắm rồi đó. Dạ, người em yêu là anh đó. Em mới nói gì với anh vậy? Em yêu anh Lâm, bạn của anh á. Tại vì sau khi mà nghe anh nói xong á, anh bảo là khi mà ở bên cạnh người mình yêu, mình sẽ có một cái cảm giác rất là lạ. Mình lúc nào mình cũng muốn được quan tâm, chăm sóc. Và mình sẽ ghen khi mà người ấy gần một người khác. Em hiểu rồi, cảm ơn anh. Vậy là bây giờ em đã nhận ra là em đã biết yêu rồi. Thiệt chứ hả? Trước giờ á, mà tình cảm của anh đối với em á, em thấy mà anh ghen với em á thì thật ra là em cũng ngại lắm. Em ngại lắm. Tại vì em không có tình cảm với anh mà em có tình cảm với một người khác. Đó, thôi thì hôm nay cảm ơn anh đã giúp em nhận ra tình yêu của đời mình. Bây giờ thì em phải đi theo anh Long rồi. Cảm ơn anh nhiều nha. Khoan nữa, em đi ra ngoài á, anh nhớ đóng cửa giùm em nha. Dạo này trộm nhiều lắm á. Bye bye anh Long ơi. Em anh Long.
vậy là quả báo tôi hả trời.